Đó, quý vị thấy không? Lấp lánh phía sau những chiếc lá mùa đông. Đó là dàn xe của bạn Quý. Gara 0901 86789 là số của bạn Quý. Rồi đây thưa quý vị, đây là một chiếc 211. Đây là một chiếc này là chiếc 208 ha. Em tính mua thêm một chiếc huyền thoại nữa là chiếc gì? Evanit. Xe rất là to ha. Rất là to, đặc trưng mà. Kính thưa quý vị, bây giờ đi vào nhà của bạn Quý thì quý vị thấy đó, Quý đang đứng đón và để đâu? Đây phải không? Xe của khách chỉ được để đây thôi. Có chữ luôn nha quý vị, chú ý chỗ xe ga, sáng đi sớm. Đó, xe tôi, xe ga đây, sáng đi sớm. Ở đây thưa quý vị, đây dàn xe của em hả? Dạ không, cái này của khách em cho, này em cho phòng cho thuê. À, ở đây là bạn Quý cho thuê. Hoa què đẹp quá, đây mới phòng cho thuê nè thưa quý vị. Rồi bây giờ, cái này xe của khách nha quý vị, không phải xe của Quý. À, xe em đâu? Dạ đây, đó, quý vị thấy không? Lấp lánh phía sau những chiếc lá mùa đông. Đó là dàn xe của bạn Quý. Và để tới cư xem. Đây, chiếc cào cào đang đậu ở đây. Em làm nguyên cái thiết kế khu này để xe luôn hả? Dạ, cái này em nghĩ ra rồi em tự làm luôn. Bạn Quý này cũng kỹ lưỡng lắm nha quý vị. Thấy không? Chú ý để xe ngay ngắn gọn gàng đó. Cái bộ cái này gọi là gì? Cái thùng thư đó. Thùng thư ngày xưa hả? Dạ, em bây giờ mình để mình chủ yếu là em trang trí thôi. Trang trí thôi. Dạ. Đây dàn xe của bạn ấy nè. Đó. Để trước khi vào dàn xe thì chúng ta sẽ xem. Có chữ xe số đẹp là em đặt em làm luôn hả? Dạ. Này bằng gì vậy? Dạ, bằng gỗ ép đó. Ừ. Ở trên kia có chiếc xe Vespa luôn hả? Dạ. Treo lên tường luôn. Và đầu tiên chúng ta sẽ vào gara 0901 86789 là số của bạn Quý. Và Tí Cương thấy trên đó có một chiếc xe màu đỏ. Mà nhìn thì Tí Cương xác định đã biết được chiếc này là chiếc Z2DK. Và chiếc này thì Tí Cương đã từng review nó với bạn Quy Khánh nha quý vị. À. Chiếc này zin gần như là 99%. Ừ. Chiếc này là em sưu tầm lâu chưa? Dạ em sưu tập cũng mười mấy năm rồi đó. Ừ, chiếc này xe zin mà. Em cũng mua lại thôi, chứ đừng mua lại. Dạ. Tại vì nó Tí Cương nhìn biết đời 79 bởi vì nó có cái e nằm ở đây quý vị, cái e nằm dưới cái ghi đông á. Đó. Đó và cái đầu đèn nó là của 79, đời 79 ha. Xe này giờ cũng hiếm lắm á. Rồi bây giờ sẽ vào dàn xe của bạn Quý thì đầu tiên thì Tí Cương thấy chiếc Airblade đầu bự. Chiếc này là nó 125, chiếc này thì Tí Cương. Ủa này nó một cặp luôn mà. Dạ 214. Một cặp Airblade đầu bự luôn. Dạ. Ông ơi. Cặp xe luôn. Và đây là một chiếc Vespa. Chiếc Vespa đời mấy em? Vespa này đời 2008 đèn vuông anh. Ủa, 2008 luôn hả? Dạ. À cái này là đời đầu của nó ra đèn vuông nè. Dạ đời đầu đúng rồi. Đời đầu của đèn vuông nó tại biết Tí Cương biết hồi xưa Tí Cương có quen một cô bạn trẻ cũng chạy chiếc này nên giờ tôi nhớ. Và đây là chiếc Beastie. Đó, một chiếc Beastie màu xám rất là dễ thương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ khoan bây giờ để kiểm tra hết dàn xe của bạn Quý rồi chúng ta sẽ xem có điều đặc biệt sao. Cái này là chiếc này là 211 đời cuối ha. 150 Italy. Rồi sao nó xúc cái cọng nó ra rồi? Không, cái đó là em gỡ cái bình ra đó tại vì để không chạy hả? Dạ, nó cứ hết bình hoài. Vậy hả em? Dạ. Đúng rồi. Nó hết bình hoài à. Thay bình riết luôn ngán. Mà sao dàn xe của em anh để ý không có cái nào gắn kính chiếu hậu hả? Tại dạ, em không có đất không? Chật quá không? Không phải em không có gắn kính đi xe không gắn. Gắn kính à, không thích phải không? Dạ. Thích mua gắn kính. Đây này là những cái màu xe của đời thắt mà em thích nhất. Em thích là em sưu tầm. Dạ. Rồi đây thưa quý vị, đây là một chiếc 211. Đây là một chiếc này là chiếc 208 ha. Yeah. Màu number one hả? Dạ. Yeah. Màu này cũng ngày xưa cũng hiếm lắm. Và đây là một chiếc đời 203. Và chiếc này thì anh có một chiếc. Dạ. Yeah. Chiếc của anh màu xanh Tiger. Chiếc anh bản số đẹp lắm á. 9988. Đẹp. Cứ 9988 mà đẹp.
lấy không, xúc tâm không, bữa nào tôi đem lên. Nhưng mà em có xe rồi, nói là đâu thèm lấy xe anh nữa đâu. Quê quá, Thế Cường quê quá. Bạn ấy đã có xe rồi, và đây là chiếc BS. Đó, BS là màu đen em thích phải không? Đây là chiếc Đi Lăng. Đây chiếc Amok. Đó, và đây chiếc bay xì có lỗ mũi. À, có nghĩa là bạn, như bạn Quý chia sẻ là bạn ấy đã sưu tầm những chiếc xe mà bạn ấy thích từ hồi thanh niên và bây giờ đã đủ bộ hết nha quý vị. À, Amok là đầu tiên nè, rồi tới Đi Lăng nè, BS nè, SH đời đời đầu nè, SH đời giữa nè, và SH đời cuối nè. À, trong bộ sưu tập này của em còn có định lên một một chiếc xe nào nữa không hay tới đây thôi? Em tính mua thêm một chiếc huyền thoại nữa là chiếc gì? Avenis. À, Avenis hả? Nhưng mà phải số đẹp phải không? Dạ, em đang ngắm chiếc kia 7979 nhưng mà đợt anh biết có chiếc kia tứ quý 8 á, em có thích không? Avenis tứ quý 8. Thì em thích thì thích nhưng mà giờ không còn chỗ để. Hết rồi. Dạ. Trời ơi, thì kiếm chỗ để ngang đây nè. Ngang thì để ngang đây cũng được hai chiếc nữa nè. Trời, cho vô đủ bộ. Bình thường chiếc này em bỏ vào đây rồi cái bay xì bỏ vô đây. À. Em không thích SH 300 hả? 300i, 350. Là đời sau này em chỉ thích đời trước thôi. À, những cái kỷ niệm ngày xưa phải không? Dạ, với lại tướng em chạy nó không hợp. À, em phải lấy một chiếc Avenis nữa cho đủ phải không? Dạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem bộ sưu tập của bạn Quý rồi. Bây giờ mà anh nghĩ chắc em còn cái mấy cái xe này nó em thích gì mà em sưu tập, như cái bộ kia là liên quan tới tuổi thơ rồi, còn bộ bốn chiếc này sao em chia sẻ luôn? Mấy cái này thì ngày trước em đều chạy hết, thì cái này cũng là từ em mua từ xưa tới giờ, khi ra em cũng thích em mua để em giữ lại. Ờ, còn cặp Airblast này sao? Cái này chủ yếu em mua em đi làm. Bình thường ban ngày bình thường em đi làm em chạy cặp Airblast này hả? Dạ. Đúng rồi, cặp Airblast này để đi cài là sướng lắm ha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ xem bảng số xe của những chiếc xe của bạn ấy nha. Đầu tiên là chiếc này, chiếc Airblast đầu bự này là 86789 hả? À, 18789. À, 18. Anh thấy giống số điện thoại của em không? À, bạn ấy đi một cặp là 186789 đó, thành ra chiếc Airblast này đi mỗi ngày. Rồi em quay đầu lại, cho, quay xem. Đầu lại nha. Cho khán giả xem ha. Yeah. Em cứ quay đầu đi rồi anh quay xe. Em cứ quay xe đi anh, trong lúc quay xe anh sẽ quay. Em đi làm sao không? Đi làm gần trường đại học công nghiệp đây. Em dạy gì? Em làm bên phòng thanh tra. À, quản lý giáo viên, sinh viên đó. Muốn em quản lý giáo viên hả? Rồi đây là bảng số xe này là bạn ấy chia sẻ là 186789 là cùng với cái bảng số điện thoại của bạn Quý luôn nha quý vị. Đó, nó có nguyên nhân của nó hết. Mắc em mua, em chơi xe mắc cười lắm. Đa phần là em thức khuya, tối này em thấy được chiếc nào là coi như thường, em mất ngủ luôn. Nguyên đêm đó. Là sáng là em tới nhà tới sớm 6-7 giờ sáng em tới đâu. Đây một cặp. Xe này là Tân Bình nè em. Dạ Tân Bình luôn. Đây quý vị, 077 một cặp. 7799. À, chiếc này thì hồi đó em mua cái xe này mấy năm rồi? Em mua khoảng tầm 1 năm mà anh. Mới đây. Và dạ, lý do tại sao em thích cái cặp 7799 này? Thì nói chung mình thấy đẹp luôn. Em có em hay tùy hứng lắm. Em thấy có em thích là em ra em mua. Chiếc này hồi đó lấy mắc không? Dạ, mua thì khoảng tầm 30 mấy, nhưng mà em làm lại hết khoảng 10 triệu nữa. Em vô đồ phải không? Dạ, em chủ yếu là em không vô đồ, nhưng mà em cái gu trên xe của em là xe nào cũng phải bóng loáng luôn. Dạ, giống như đèn, này anh nói đèn. Và anh về mũ là em đều thay mới, chăm chăm hết. Và anh thấy có cái đặc điểm mà tất cả các chiếc SH của em sao em đi sơn mâm hết vậy? Dạ, đúng rồi. Sao em, vậy? Em thích xe nó phải bóng lộn, chứ em không thích theo màu riêng, nó để lâu năm nó xuống màu thì nó lại không đẹp đâu. Đúng rồi, tùy mỗi người mỗi thích nha quý vị. Chứ Cương nãy vô là tia thấy tất cả chiếc SH của bạn Quý đều sơn mâm hết nha quý vị. Và điều này thì Quý thích và thích thay những dàn áo mới. Còn thì riêng Tiết Cương thì thích áo cày, áo jean. Và đây, chiếc Vespa đời đầu vuông là 8 năm. À, 8 năm. Cái đời này có một đặc điểm là nó rất là đẹp, nhưng nó cực kỳ hao xăng. Em nói anh là ai đi cái này cũng phải sợ hết, ai cũng phải khóc gì nó. Dạ, tại vì nó là đời đầu, nó không có phun xăng như ba van gì hết. Nó là bình xăng con. Dạ. Và cái máy nó kêu rất là to. Để Tiết Cương để thử, để được không? Dạ được anh.
phải dựng trống. À quên, bị em về cho khán giả nghe cái máy trà gạo nó hoạt động rồi. Lâu quá không? Rồi thôi. Đề rất là to ha. Nhưng mà bây giờ những cái xe Vigo đời mới như nó im hơn rồi, im hơn rồi. Đó anh thấy ông tính ra cái này 2008 em mua là 14 năm anh thấy em dọn mới. Quá không, mày không dọn xe kỹ quá. Rồi thế một chiếc Basic 7878. Rồi. Đây là chiếc Viago đời 2008. Ủa chiếc Bay này đời mấy? 2000 2001 H4. Đó, đây là 4 chiếc của bạn Quý. Đây là chiếc xe đi làm hàng ngày 8 6 7 8 9. Bạn ấy mua về bỏ tiền dọn nha quý vị. Mỗi người có một cái đam mê khác nhau. Còn Thiết Cương thì thích đi xe riêng, còn bạn ấy thích xe dọn. Và chúng ta sẽ xem toàn bộ bộ sưu tập ở bên trong của bạn ấy quý bạn sống như thế nào nhé. Thiết Cương đã phát hiện được một bộ đồng hồ bánh răng rất là cổ điển và dễ thương lạ lùng của bạn quý. Em có thể bật mí cho anh với quý khán giả biết là cái đồng hồ này là sao, em thiết kế hay là mua sao? Cái này em mua đó, em mua trên mạng đó, gọi là để cho nó trang trí cho hợp với tông màu của cái phòng. À. Nhưng mà bình thường em đâu bật đèn phải không? Thì đúng là chân chân thì bật thôi chứ. Dạ. Tự nhiên có bánh răng rồi có cái romine rồi có cái đó lại gì vậy? Dạ, người ta làm cho đẹp. Kiểu đúng không? Đó. Và đây là chữ K. Đó, còn bên đây đồng hồ. Đó, đây là căn phòng riêng. Cái này nếu mà em không trưng bày là ở đây làm được phòng cho thuê cũng tiền không. Dạ, cũng. Tại vì đam mê xe. Và bây giờ thì sẽ vào cận cảnh từng chiếc ha. Đầu tiên sẽ vào chiếc Basic. Đó, Basic lỗ mũi này đời mấy em? Dạ đời 207. 207. Đó, đời cao. Và bảng số là 24687. F là quận 3 hả? 3, dạ. Chứ này em lấy lâu chưa? Dạ, khoảng tầm 2 năm. Mới 2 năm nè. Dạ. Chiếc này đó lấy mát không? Em lấy thì được khoảng tầm 70 rồi, nhưng mà em dọn hết 4-50. Bạn quý là mua chiếc nào về cũng tốn tiền dọn nha quý vị, để dọn theo ý mình. Và cái bảng số 24687 này là em thích nó ở điều gì? Nói chung thì Basic là xe khó kiếm nhất. Nếu mà kiếm được cái xe ngon và biển số đẹp thì rất là khó và rất là mắc. Dạ. Nên cái này là ok lắm rồi đó, tại giờ nó cũng ít rồi. 2468 hả? Chiếc này là biển số này là gọi là nói chung là xấu nhất trong cái dàn xe thôi. Dạ. Gọi là ok được. Được thôi. Được thôi. Dạ. 2467. Nếu mà 8 mấy thì đẹp, 88 đẹp không? 88 đẹp, hoặc 89 cũng đẹp. 80 được không? 80 thì cũng được, anh nhìn thì nó sẽ tròn 2468 hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào chiếc A móc huyền thoại một thời. Và chiếc này thì ngày xưa Tiết Cương cũng đã từng đi qua nha. Đó cũng có một chiếc á. Đó. Chúng ta sẽ nhìn bảng số của chiếc này. L78989. L7 này là ở quận 8 ha. Dạ. Chiếc này em mấy chiếc xe này em đã đưa về tên em hết chưa? Đưa về tên em hết. Dạ. Yeah. Ủa 4 số giữ lại được hả? 4 số được ạ. Ừ. Bây giờ ta cho. Đó, chiếc xe này là em sưu tầm bao lâu rồi? Thế này thì khoảng tầm 1 năm thôi em. Mới đây hả? Dạ. Yeah. Cho đủ bộ sưu tập hết phải không? Dạ. Yeah. Chiếc này đó mua mắc không? Xe này thì em mua cũng khoảng tầm 10 mấy thôi. Bản số đẹp thì mua có mười mấy hả? Dạ, yeah, tại vì áo móc rẻ. À, nhưng yeah. Mà về thay bộ áo rồi làm được hết là nhưng cũng dọn thì hết 40-50. Rồi đây một chiếc đi lăng huyền thoại một thời nha quý vị. Và chiếc đi lăng này màu bạn ấy dọn màu xám. Xám, và cái màu xám này hồi đó em dặn màu bộ màu áo đen nhám à. Đen nhám là nó rơi vào tầm 2005 là đời cuối cùng. Và hồi đó chiếc này cái bộ áo em mua mắc không? Cái này thì bộ áo không, cái này thì em sơn lại thôi. Sơn tại vì bộ áo view của nó rất là đẹp. Màu đỏ rất là đẹp. Này là Bình Thạnh nha quý vị, một cặp 5577. Yeah.
5577. Rồi đây. BF huyền thoại đầu bự một thời. À, nhiều bạn trẻ rất là thích cái dòng này bởi vì nó nhìn nó thể thao và thời trang. BF. Và riêng Tiết Cương thì trong dòng này thì Tiết Cương chưa có đi qua BS thôi. Còn Amok Tiết Cương chạy rồi, Đi Lăng là cũng có rồi. BS là chưa có. Đó. Những dòng bánh nhỏ thì thường là nó đề ba rất là mạnh. Nhanh ha. BS. 3388 B8 Tân Bình luôn hả? Dạ đúng rồi. Bản số này anh thấy khá đẹp ha. Khá đẹp anh. BS này màu đen hả? Em có duyên với 3388 lần trước vậy, mua chắc cũng phải 4 lần chiếc 3388. Rồi mấy chiếc đó đâu rồi? Dạ bán rồi. Mình hết chỗ để. Bán lời hay lỗ? em bán thì thường là lỗ không à. Sao kỳ vậy? Em muốn bán nhanh em không thích kỳ kèo. Không, dạ. Không thích nó trong nhà rồi là tìm mọi dạ. Mọi cách đưa nó ra ngoài dạ. Xã hội liền hả? Dạ, ai trả mình bán rồi. Còn đây là chiếc SH đời 203. Để coi bản số là H8 là quận 5 phải không? Dạ, 8811 đó. Để Tiết Cương nhìn cái đầu số nó số mấy. Số mấy vậy? Không thấy tối. 602. 602. Dạ. 502 chứ. Là 602. 6. Gì hả? Dạ. Yeah. Có đèn không? À 602. Dạ. Yeah. À đời cuối của nó là đố em biết 6 mấy. Em cũng không nhớ. 610 á. Dạ, ừ còn mà đời cuối là màu cà phê sữa. Thường là những chiếc này là đời 205 đời cuối là 609. Dạ. Còn qua đời 206 đầu 206 á là nó lên tới 210 luôn á. Là năm đầu quan á đúng không? Đúng rồi, đời cuối này là màu năm đầu quan. Và đây là chiếc 208. Đó, màu năm đầu quan đây, chiếc này bản số là 3388 luôn hả? Dạ. Ô H5. Một cặp nha quý vị, một cặp với chiếc BS là 3388. Đó, 3388 một cặp luôn nha quý vị. Đó. Chiếc này coi chứ cầm cái dòng SH cái chiếc này máy nó câu lắm đó nha. Yeah, chiếc rồi. Đời giữa là máy nó câu lắm đó. Và cái đời cái màu này hồi xưa mắc cái này hồi xưa chiếc này là cũng phải 7-8 ngàn á. Yeah. Chiếc này thì thật sự là cái mà khó giữ nhất mà dễ cũ nhất là cái phần này nè. Đúng rồi. Dạ, cái này em phải mua mới nguyên cái phần nhám này là. Chứ cái này đâu có sơn luôn, đâu có đẹp. Sơn là nó chóc anh. Sơn xấu đúng không? Dạ. Ừ. Em mua này hơn chục triệu là cái vàng nhám không? Ừ. Dạ. Như vậy là riêng chỉ có cái number one này là mới nó có cái vàng mũ nhám đó ha. Dạ, đúng rồi. Chứ còn SH này là không có nè. Ừ. Mua rồi về dán keo lại, muốn đẹp muốn kỹ thì mình dán keo nhám lại rồi. Cứ đi nó mau vô. Còn đây là đời cuối nha quý vị. Đó. Em đời cuối là bản số gì đây? 08282. Đó, F1 là quận 3 hả? Dạ, quận 3. Đời cái, một cái đầu nó gì? 211 cái này mà đầu 107 anh. Nếu mà đời cuối thì nó phải rơi đầu 113. Đúng rồi. Dạ. Gì tới 113 dữ vậy? 111. 111 mà. Dạ. Rồi. Đó. Chiếc 08282 này em lấy lâu chưa? 08282 em lấy được khoảng được 3-4 năm gì đó. Mà chiếc này em muốn ít đi lắm hả? Em muốn đi luôn á. Dạ. Yeah. Cái chiếc này bây giờ nếu mà không có bản số đẹp mà bán sát không là đã 200 mấy rồi không? Dạ, yeah, cũng rơi lăng quanh 200 anh nếu mà không số đẹp. Nhưng mà chất xe em còn mới quá trời. Yeah, ốp đồ bao nhiêu? Ốp đồ này thì khoảng tầm 10 mấy ngàn anh. Mới có 11-11 quý vị ơi, hết chạy lắm. Xe của quý quá trời xe, như Tiết Cương có 3 chiếc thôi mà chạy còn không hết. Mà ổng dòng xe 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 chiếc thì sao chạy hết. Còn một chiếc nữa mà bạn lấy đi. Chiếc mua gì nữa? Chiếc xe tròn tròn là chiếc Bobby gì đó. Của hãng nào? Của hãng Honda. Rồi, như vậy là trong dòng xe của bạn Quý đã sưu tầm đủ hết những chiếc xe bạn ấy thích rồi ha. Và còn đang tâm huyết một chiếc Avenis đang kiếm về hả? Lưỡng lự là thích rồi, không có chỗ để thôi. Không có chỗ để phải không? Nhưng mà tạm thời thì như vậy phải không? Dạ. Yeah. Rồi, đó đây là sơ lược những dòng xe của bạn Quý rất là đam mê và yêu thích cái dòng xe số ủa lòng số đẹp tay ga. Những chiếc mà hồi tuổi trẻ mơ ước không có, bây giờ lúc già phải thực hiện bằng được. Và khi mình đã già có xe rồi chạy cũng không nổi nữa, giống Tiết Cương rồi đó.
Kính thưa quý vị, nãy giờ qua phần chia sẻ của bạn Quý thì chúng ta đã có một số thông tin về sự đam mê của bạn Quý, đã bỏ công rất nhiều để sưu tầm những chiếc xe, và khi đã mua về bạn ấy phải đầu tư vô, có chiếc xe mua có mười mấy triệu nhưng mà về thay dàn áo, dọn đồ lên đã 40-50 triệu tiền dọn. Thưa quý vị, đó cái đam mê của mọi người có ý thích. Và Tiết Cương hôm nay cũng rất cảm ơn Quý đã gọi điện và inbox anh để chia sẻ những đam mê cùng với Tiết Cương, những người rất là mê xe. Và Tiết Cương mong rằng những quý khán giả nào có những bộ sưu tầm xe đẹp và xe số đẹp thì cứ inbox Tiết Cương. Tiết Cương sẽ cố gắng đến để giao lưu cùng với quý vị, cho dù quý vị cứ nhắn tin Tiết Cương sẽ trả lời. Bạn Quý cũng là người nhắn tin Tiết Cương là Tiết Cương đến tận nơi để quay. Cảm ơn Quý rất là nhiều nha. Ngoài bộ sưu tập xe, em còn có gì đặc biệt có để giao lưu với anh nữa không? Em có bộ sưu tập Nokia huyền thoại ngày xưa. Trời đó, Tiết Cương qua mấy đời Nokia nha. Hồi năm 98 là Tiết Cương có 337 rồi nha quý vị. Mặc quần Levi á, để cái 37 sau đít mà có cái anten nhọn nhọn lên, nó bảnh lắm như quý vị. Mang giày doctor nha, đúng không? Bảnh lắm luôn á. Đúng rồi, doctor. Rồi cảm ơn Quý và hẹn gặp lại quý vị ở cái phần Tiết Cương sẽ đến thăm Quý để review bộ Nokia huyền thoại bằng ấy nhé. Giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.